kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Phòng tuyến sụp đổ, Ukraine tháo chạy khỏi thành trì tại Donbass. Giằng co ác liệt tại lò lửa Kursk. Mỹ giảm quy mô hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phòng tuyến sụp đổ, Ukraine tháo chạy khỏi thành trì ở Donbass. Sau một loạt các cuộc tấn công mãnh liệt trên mặt trận Pokrovsk ở vùng Donbass, Ukraine đã buộc phải tháo chạy khỏi khu định cư Ukrainsk trước nguy cơ bị bao vây. Ngoài ra, do Nga đã đến quá nhanh, lực lượng Kiev cũng đang phải rút về phía làng Sukirino. Trên trục Pokrovsk Kurakhov, các hình ảnh định vị cho thấy quân đội Nga đã giành thêm một số thắng lợi và tiếp tục phát triển về phía Tây. Khu định cư Ukrainsk đã thất thủ. Các cuộc tấn công tiếp theo hiện đang diễn ra theo hướng Goniak. Cụ thể, quân đội Nga đã đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi Ukrainsk. Những đơn vị cuối cùng của lực lượng Kiev buộc phải rút chạy trước nguy cơ bị bao vây. Thực tế là lực lượng Moscow đang bỏ qua thị trấn từ hai bên sườn và đối phương cố thủ trên bãi thải của khu mỏ đã không thể ngăn chặn được do thiếu đạn. Ngoài ra cũng có nguồn tin báo cáo rằng lực lượng Kiev đang rút khỏi bãi thải này về phía làng Sukurino, nơi các binh sĩ Nga đã ập đến. Tại phía nam, lực lượng Nga tiếp tục tấn công thị trấn Goniak. Nếu đối phương không kịp rút lui khỏi ngoại ô Ukrainsk, thì họ có nguy cơ rơi vào nồi hầm. Tại phía bắc Krasnogorovska, quân đội Ukraine cũng đã bắt đầu rút lực lượng khỏi tam giác sông Volchia và Nozhovaya sau khi quân đội Nga đã chiếm Chelyabinsk 1. Vì vậy, việc Ukraine thất thủ tại khu vực Chelyabinsk 2 sắp tiến gần. Giằng co ác liệt tại lò lửa Kursk. Tại mặt trận Kursk, Nga đang tăng cường gây sức ép lên lực lượng Ukraine sau khi phát động cuộc phản công lớn vào tuần trước. Hiện có thông tin cho rằng có tới 38.000 quân nhân Nga đã tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải bảo vệ chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga trước những lời chỉ trích ngày càng tăng. Một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho hay, Nga đã huy động 38.000 binh sĩ tới Kursk, trong đó có nhiều lữ đoàn tấn công được đưa đến từ miền nam Ukraine. Theo quan chức này, cuộc phản công của Nga vẫn chưa có quy mô lớn và Moscow sẽ cần triển khai thêm nhiều lữ đoàn tấn công nếu muốn đạt được nhiều thành quả đáng kể hơn. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng ước tính Nga có thể phải huy động khoảng 100.000 binh sĩ để đẩy lùi hoàn toàn chiến dịch xâm nhập của Ukraine. Hiện có những lo ngại về cuộc tấn công của Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Điện Kremlin. Theo giới phân tích, chiến lược quân sự hiện tại của Ukraine đang phản ánh bản chất kép của cuộc chiến, nơi xung đột diễn ra cả trên thực địa lẫn mặt trận chính trị, ngoại giao. Ukraine phải đối mặt với hai thách thức, chiến đấu với Nga trong khi tìm cách đảm bảo sự ủng hộ liên tục của phương Tây. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk từ tháng 8 năm 2024 dường như đã được tính toán kỹ lưỡng để định hình lại diễn biến xung đột và chứng minh năng lực của Ukraine cho việc thách thức Nga trên chính lãnh thổ của họ. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Ukraine đã theo đuổi một chiến lược đa dạng và chiến dịch xâm nhập Kursk được coi là một canh bạc có chủ đích nhằm phơi bày những điểm yếu của Nga và làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại quốc gia này. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự, cuộc tấn công Kursk còn là một cuộc chiến thông tin để thu hút sự chú ý của phương Tây và củng cố quan điểm Ukraine vẫn có khả năng giáng đòn mạnh vào lực lượng Nga. Mặc dù diễn ra một cách táo bạo, nhưng cuộc tấn công này vẫn có những hạn chế về mặt chiến lược. Trước hết, khả năng thành công trên chiến trường của Ukraine một phần được quyết định bởi các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, các mục tiêu có giá trị cao của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn bị hạn chế về các loại vũ khí phương Tây mà họ có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Mỹ và đồng minh chưa cho phép Ukraine sử dụng những loại tên lửa, chẳng hạn như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS và tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc các mục tiêu của họ trong cuộc chiến không phải lúc nào cũng phù hợp với tính toán địa chính trị rộng lớn của các đối tác phương Tây và đôi khi dẫn tới sự mâu thuẫn về chiến lược. Trong khi Ukraine phải tìm kiếm chiến thắng quyết định trên chiến trường để củng cố vị thế đàm phán, các đối tác phương Tây như Mỹ và châu Âu lại hành động một cách thận trọng hơn để tránh xung đột leo thang. Trên mặt trận ngoại giao, cuộc tấn công Kursk đã mang lại những kết quả trái chiều. Một mặt,
Việc đưa cuộc xung đột ra lãnh thổ Nga khiến Điện Kremlin bối rối và có khả năng gây sức ép, buộc Tổng thống Putin phải xem xét lại chiến lược của mình. Ukraine hy vọng điều này sẽ khiến Nga có vị thế đàm phán kém hơn. Song tình hình thực tế lại rất phức tạp. Bất chấp thành công mang tính biểu tượng của Ukraine tại Kursk, Nga vẫn cố thủ tại miền đông Ukraine và tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này vẫn tăng cường hoạt động. Do đó, cuộc tấn công Kursk có thể khiến Moscow lo ngại, nhưng về cơ bản nó không làm thay đổi cục diện của xung đột. Chiến dịch đột kích Kursk cũng có nguy cơ khiến một số quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine dần quay lưng với Kiev. Các quốc gia châu Âu như Đức và Pháp vốn ủng hộ biện pháp ngoại giao và lệnh ngừng bắn, lo ngại xung đột sẽ vượt ra ngoài lãnh thổ của Nga và Ukraine. Những nước này đã bày tỏ rõ quan điểm rằng sự ủng hộ của họ đối với Ukraine phụ thuộc vào các hoạt động phòng thủ chứ không phải là các cuộc tấn công vào Nga. Nếu xung đột lan rộng hơn, Kiev có thể mất đi sự ủng hộ quan trọng về mặt ngoại giao và bị hạn chế các lựa chọn trên thị trường. Mặc dù cuộc tấn công Kursk giúp khích lệ tinh thần của các binh sĩ Ukraine, song không dẫn đến sự thay đổi quyết định về cán cân cuộc chiến. Thách thức đối với Ukraine hiện nay đó là duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ chiếm được, trong khi tránh bị tổn thất quá lớn. Về mặt lý thuyết, việc giữ Kursk như một vùng đệm có thể cung cấp cho Ukraine đòn bẩy cho các cuộc đàm phán trong tương lai, nhưng với điều kiện Kiev phải có đủ sức mạnh quân sự để duy trì quyền kiểm soát khu vực này vô thời hạn. Điều đó là rất khó xảy ra. Mỹ giảm quy mô hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong một diễn biến khác, những tháng gần đây, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã thu hẹp lại khi kho dự trữ vũ khí và thiết bị của Washington dành riêng cho Ukraine đã dần cạn kiệt. Lầu Năm Góc hồi tháng 4 thông báo gửi vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine nhỏ hơn đáng kể và không có gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong khoảng từ 125 đến 250 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn còn 6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ trang bị cho Ukraine. Nhưng Lầu Năm Góc lại thiếu trang thiết bị sẵn có để cung cấp sau hơn 2 năm xung đột. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, vấn đề nằm ở nguồn dự trữ mà Washington đang có, những gì Ukraine yêu cầu và làm thế nào để Mỹ có thể đáp ứng những yêu cầu đó mà không ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của quân đội nước này. Một quan chức Mỹ khác lưu ý, chính quyền không thể rút nguồn cung từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng trong 4 tháng đầu năm vì sự chậm trễ của Quốc hội cho việc phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine. Theo quan chức này, Mỹ đang cố gắng không gửi cho Kiev quá nhiều cùng một lúc. Lầu Năm Góc đã yêu cầu Quốc hội cho thêm thời gian để chi tiêu khoản tiền 6 tỷ đô la Mỹ trước khi hết hạn vào cuối tháng 9. Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho hay, điều đó trái ngược với mùa đông năm ngoái, khi chính quyền khẩn thiết yêu cầu các nhà lập pháp bổ sung nguồn tài trợ để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, tìm cách bổ sung cũng là một vấn đề. Mỹ đang tăng cường sản xuất các sản phẩm quan trọng như đạn pháo và hệ thống tên lửa Patriot để cung cấp cho Ukraine và lấp đầy kho dự trữ của mình. Quá trình này sẽ kéo dài nhiều năm và không thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tăng vọt trên chiến trường hiện nay. Trong một cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức trong tháng này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết việc chuyển giao các hệ thống phòng không đang diễn ra quá chậm và cảnh báo về sự thiếu hụt đáng kể các gói viện trợ quan trọng. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và công bố gói viện trợ mới trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Ông Austin thừa nhận rằng Mỹ đang nỗ lực tăng cường sản xuất và tăng tốc độ chuyển giao cho Ukraine.